đúng không ạ và thực sự là ngày hôm qua khi mà chuẩn bị bài giảng để lên lớp thì mình thấy là mình đã đi một cái hành trình rất là dài à, và à, thảo sẽ chia sẻ một chút về xuất phát điểm của bản thân mình thì thảo nghĩ rằng là thực ra là ở đây á không biết là bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là à, giống như là sinh ra trong một gia đình cơ bản ấy á, là bố là bộ đội và mẹ là giáo viên ạ à, và à, thảo sinh ra ở trong một gia đình cũng ở một cái vùng thì uh, nó không phải là trung tâm thành phố mà nó ở ngoài rìa thành phố thành phố hải phòng ạ uh, và uh, có thể nói rằng là tuổi thơ của mình thì uh, cũng có một vài những cái điểm mà thảo muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay thì đây là một cái bức ảnh khi mà nói về gia đình của thảo thì uh, uh, đây là hình ảnh thảo ạ. mọi người có thể nhìn thấy ạ. mọi người đoán là thảo là uh, bé hay là lớn ạ <laughs> Okay, ban tổ chức Miu mít giúp chị nhá. Wow, zoom là các anh chị hơn tuổi Thảo đúng không ạ? À, vâng ạ. Rồi chắc là mọi người nhìn thấy ạ. <laughs> vâng ạ. Mọi người thấy ạ, Thảo hồi bé trông như thế nào ạ? <laughs> Thì uh, thực sự là uh, đây là một cái bức ảnh uh, có đầy đủ gia đình của mình, có bố, có mẹ có mình và có chị gái và cũng chia sẻ với cả nhà là đây là bức ảnh duy nhất mà gia đình của thảo uh, chụp được bốn đủ bốn người các anh chị ạ đây là bức ảnh duy nhất luôn uh, thì uh, cái ngày hôm trước mình có gọi là đi chụp ảnh gia đình của mình bây giờ tức là mình với chồng và hai người con thì uh, Uh, mẹ mình có nói rằng là ngày xưa mẹ rất là cố gắng thì uh, gọi là mời thợ ảnh đến cái nền ở đằng sau là về sau mẹ mình ghép vào nha các anh chị uh, thì đây là bức ảnh duy nhất là có đầy đủ bố và mẹ của mình bởi vì là sau nửa năm khi mà chụp cái bức hình này thì uh, bố mình mất và từ đó thì uh, mẹ của thảo một mình nuôi hai chị em ăn học và hai chị em lớn lên À, cùng với lại đồng lương rất là hạn hẹp của mẹ mình, nhưng mà cũng rất là may là à, cũng đủ để cho à, hai chị em có à, đầy đủ cái cơ hội để mà được à, bước chân vào trường đại học và à, lớn lên đấy ạ, thì à, à, cũng gọi là một trong những cái không gian mà à, để mà thảo học ấy và để à, mình ngồi đọc sách ấy ạ, đấy là đây ạ mọi người có nhìn thấy không ạ? Yes, đây là cái không gian uh, khu vườn của nhà mình ngày xưa có nhà ai mà trồng rất là nhiều cây na không ạ? ở đây là cái khu vườn của nhà mình và mình hay trèo lên cái cây này và ngồi đọc sách. ở đằng sau cái cây na này còn có một cái chuồng gà mọi người ạ. thì ngày xưa là gọi là hay tẩm bổ bằng cách là mình nuôi gà đúng không? nuôi gà đẻ trứng. Yes <laughs> vâng ạ thì uh, đây vâng ạ hai cái má của cô không khác là mấy vâng cảm ơn anh chị vâng ạ và uh... vâng ạ biết hơn anh chị à? vâng và đây là một cái hình ảnh mà khi mà thảo thằng nhớ là đâu đấy là khoảng tầm 7 tuổi bắt đầu gọi là bảy tám tuổi gì đó thì uh, uh, đúng là một cái khung cảnh mà gia đình ngày xưa đúng không ạ Thảo nghĩ là đa phần các gia đình ngày xưa thì uh, đều là tường màu xanh này uh, và uh, nếu gọi là chụp ảnh cả một nhà là không có cái background gì cả là đứng ra và chụp ảnh ở cái chỗ lịch nhưng mọi người nhìn thấy là đây là bức lịch y là trường kỹ thuật hải quân thì uh, đây là cái ngôi trường mà ngày xưa bố mình từng giảng dạy ở đây đó thế thì um, Uh, đây là một cái, đây là là tuổi thơ của mình sinh ra và lớn lên Và uh, một cái điều chi phối đúng không ạ là mẹ của Thảo là giáo viên dạy toán Và từ nhỏ luôn á, Thảo, mẹ mình vẫn hay kể một cái câu chuyện là Từ lúc mà mình 4 tuổi ấy, thì lúc đấy là bố mình đã mất rồi Thì uh, uh, mẹ mình có nói rằng là mỗi khi mà con đi qua một cái ngôi nhà nào đấy lớn ấy thì mẹ thì Thảo đều hỏi mẹ là mẹ ơi làm thế nào để mà sau này con có thể xây được một cái ngôi nhà lớn như thế để cho mẹ ở. Thì mẹ mình lúc nào cũng trả lời là con phải học giỏi thì sau này con mới thành công được. Con phải học giỏi thì con sau này con mới thành công được. À, con phải học giỏi giống như là các cái anh chị học sinh của mẹ bởi vì mẹ mình là giáo viên dạy kiểu như là học sinh dạy toán chuyên. Và mẹ mình luôn nói là con phải học giỏi thì sau này con mới thành công được. Bao nhiêu trong số các anh chị cũng được bố mẹ mình dạy cái câu nói đấy ạ. Con phải học giỏi thì con mới thành công ạ. Vâng ạ, bên các anh chị rất là nhiều. À, và thực sự là à, khi mà mình à, nghe được cái câu nói đấy ấy, thì đấy là một cái động lực cho bản thân Thảo rất là nỗ lực này rất là cố gắng và thực sự là cái thời mà mới bắt đầu đi học với mọi người cũng không có học giỏi đâu và liên tục ấy bị gọi là học sinh cá biệt thậm chí là hiệu trưởng còn gọi mẹ mình lên và nói rằng là à, con của chị rất là bất trị luôn đó là là em bó tay với con chị luôn ở đây có ai mà ngày xưa đi học là thuộc vào danh sách đen như vậy không ạ? giờ con em cũng như cô ha. Yes. Uh, nói thật là mình nghĩ là cho đến thời điểm mà Thảo trước năm trước năm 12 tuổi ấy là lên lớp 6 ấy thì mẹ mình khá là đau đầu về mình. Bởi vì thỉnh thoảng là cô giáo chủ nhiệm là gọi lên bảo là cái Thảo là nó rất là hay nói chuyện riêng này, rồi là uh, uh, viết rất là xấu này, rồi là thỉnh thoảng là không tập trung học tập này. Tóm lại là mặc dù là biết là học giỏi để thành công đấy các anh chị nhưng mà một đứa trẻ đúng không đôi khi là không thể nào kiểm soát và không thể nào quản trị được bản thân mình luôn và đúng là hồi nhỏ cũng có những cái lúc mà thảo nghĩ rằng là không biết là cái cơ hội thành công nào dành cho mình không biết là cái cơ hội thành công nào dành cho mình xung quanh thảo nhá có những bạn là học rất là giỏi này hát rất là hay này liên tục đạt được những cái giải thưởng lớn này rồi là viết bài đăng báo ngày xưa có ai đọc báo nhi đồng không ạ hay là toán tuổi thơ không ạ? À, nhìn phúc hậu vậy mà ngày xưa là học sinh cá biệt à Thảo? Dạ vâng ạ, đấy, cuộc đời nó éo le như vậy á, mọi người đừng nhìn mặt là bắt hình long nhé. À, rồi, mọi người có đọc không ạ? Rồi là báo báo thiếu niên này, thì ở xung quanh Thảo ấy là có những bạn học rất là giỏi và bạn ấy liên tục được đăng bài ở trên báo. Còn mình các anh chị ạ, viết bài nào gửi lên báo Thảo nhớ là ngày xưa ấy, để mà mình gọi là viết thơ này hay là viết chuyện này hay là tham gia các cuộc thi trên báo ấy thì chắc là phải tham gia đến mấy chục cái cuộc thi ấy, từ nhỏ luôn nhưng mà chưa bao giờ được đăng bài trên báo các anh chị ạ <laughs> chưa bao giờ luôn à, đúng rồi ạ báo hoa học trò vâng ạ đọc hoài mà chưa thấy mình ở đó cô ạ vâng đúng rồi thì ngày xưa lúc nào kiểu có báo mới ấy, là mình nhớ hình như là thứ hai hay là thứ ba hàng tuần từ đấy có báo thì uh, sẽ cố mở ra xem là ngày hôm nay bài mình có được đăng hay không thì uh, hầu hết là không có các anh chị ạ và đồng nghĩa với việc là không bao giờ có nhuận bút thì thực sự là cuộc đời của thảo á uh, có một cái sự thay đổi cuộc đời của thảo có một cái sự thay đổi uh, đó là năm mình 9 tuổi khi mà lúc đấy Thảo vẫn còn nhớ có một cái một cái biến cố Đấy là uh, đi thi học sinh giỏi Và rất là hy vọng là sẽ lọt được vào uh, top ấy ạ Và được đi thi học sinh giỏi thành phố tiếp tục Nhưng mà các anh chị biết là gì không ạ? Đó lại là rất nỗ lực này, rất là cố gắng này Đêm hôm nào cũng học đến tận 11, 12 giờ đêm Nhưng mà kết quả là gì mọi người biết không ạ? Điểm ăn của Thảo rất là cao điểm gọi là top luôn top ở ở ở trong cái uh, uh, cuộc thi đấy luôn nhưng mà bởi vì môn toán ấy nó rất là thấp nó gọi là cũng là gần như là đáy luôn thế là đến lúc mà công bố kết quả ấy thì kết quả đó là mình không lọt được vào trong cái top đó và thảo vẫn còn nhớ là có một cái khoảnh khắc đấy là uh, một người bạn thân của mình hai người bạn thân của mình đều được vào cái top đấy và chạy vào lớp và nói chuyện với Thảo rằng là Thảo ơi à, tất cả những bạn nào mà được đi thi thành phố ấy thì năm nay sẽ được về quê thăm Long Bác và lúc đấy mà cảm giác Thảo cảm giác như là rất là nhục luôn các anh chị Tại sao mà mình chơi thân với chúng nó Tại sao mà cũng cùng đi học với nhau tại sao mà cũng cố gắng cùng với nhau mà các bạn thì được còn mình thì không được Thảo vẫn còn nhớ là cái năm đấy lúc mà các bạn đi về quê thăm lăng bác ấy, thì mình thì mình ngồi ở nhà và mình mình ôm gối ngồi khóc cả một dòng sông luôn. Không biết là các anh chị đã từng rơi vào cái tình trạng như vậy không ạ? Là tất cả những người xung quanh mình thì họ đều tiến lên hết rồi, họ đều có kết quả hết rồi, còn mình thì vẫn vẫn đang dậm chân tại chỗ. Ạ. Yes. Và thực sự rất là may mắn đối với Thảo Và đấy cũng là lý do vì sao mà Mọi người nhìn thấy ở đằng sau Thảo có rất là nhiều sách đúng không ạ Đó là lý do vì sao mà Thảo rất là trân trọng sách Bởi vì mà một cái cuốn sách đã thắp sáng một cái ước mơ Một cái hy vọng cho Thảo Đấy là cuốn sách Tốt Tô Chan Cô bé ngồi bên cửa sổ Thì cái cuốn sách này nói về một cái cô bé cũng rất là Gọi là học sinh rất là có cá tính Rất là cá biệt Và thường xuyên cũng bị trách phạt Và thậm chí là bị hiệu trưởng đuổi học luôn Uh, giống như thảo ở trong cái cuốn sách đấy và có một cái điều khác đó là cái cô bé này ấy, khi mà cô ấy lớn lên ấy, thì cô ấy trở thành một cái người uh, mc này một cái người dẫn chương trình uh, một cái người phát ngôn viên rất là nổi tiếng và uh, cô ấy trở thành một cái sau này ấy, cô ấy viết cái cuốn sách tốt tô chan của bé ngồi bên cửa sổ thì cô ấy được uh, liên hợp quốc bình chọn là một cái đại sứ vì trẻ em và vì hòa bình và mình thấy rằng là wow cô này ngày nhỏ cô ấy cũng là một cái học sinh rất là cá biệt rất là hư đi hư so với con mắt của người lớn ở cái thời điểm đó nhưng mà lớn lên cô ấy cũng đã rất là thành công này rất được công nhận này không chỉ ở nước đất nước của cô ấy là đất nước Nhật Bản mà còn được công nhận ở trên thế giới nữa và chính vì cái điều đó đã khiến cho Thảo có một cái niềm tin rằng là à vấn đề nó không phải nằm ở cái việc là xuất phát điểm của bạn như thế nào mà vấn đề ở việc đó là có hai thứ mà thảo học được từ cái cuốn sách đấy một đó là cái môi trường giáo dục của bạn phải là cái môi trường gì và cái điều thứ hai đó là nỗ lực của bản thân mình nếu như bạn nỗ lực và nỗ lực đúng cách thì chắc chắn bạn sẽ có kết quả đó là hai cái điều mà mình học được một là mình phải tìm được một cái môi trường mọi người có thể comment xuống được không ạ mình phải tìm được một cái môi trường giáo dục phù hợp và hai đó là gì ạ đó là nỗ lực của bản thân mình và thời điểm đó khi đó mình còn nhỏ thôi nhưng mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng là mình không có lo về cái môi trường giáo dục của mình bởi vì bản thân mẹ của mình á cũng khá là giống như mẹ của cái cô bé tốt tô chan đấy là một cái người mà kiểu rất là biết là con mình có cái điểm mạnh gì và trân trọng cái điểm mạnh đó chứ không có gọi là so sánh tức là mẹ mình mặc dù là giáo viên dạy giỏi toán đúng không? Đương nhiên là mẹ rất là muốn là con mình cũng phải giỏi toán. Nhưng mà khi đấy mình không có giỏi toán, mình giỏi văn hơn. Và như mẹ mình cũng không có trách mắng gì cả. Và mẹ mình vẫn ủng hộ này và vẫn tiếp thêm cho con bằng cách là gì? Đặt mua sách này, mua mua báo này. Mình nhớ cái hồi đó là mình vẫn còn nhớ rằng là lương mẹ mình thời điểm mà mình đi học ấy chỉ tầm có khoảng tầm 1 triệu thôi các anh chị thì tiền học này, tiền ăn của con á, là cũng gần bằng cái cái riêng 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 tiền, tiền đi học thôi, tương tiền, tiền đi học thêm rồi là đã bằng lương của mẹ mình là khoảng một triệu ở thời điểm đấy rồi. Nhưng mà mẹ vẫn rất là cố gắng đặt mua sách báo cho mình để mà học thêm. Thì mình cảm thấy rằng là ồ, thế thì cái môi trường giáo dục của mình không đến nỗi nào cả. Rất là tốt rồi so sánh với các bạn ở xung quanh. Thì cái điều duy nhất còn lại ở đây đấy là gì ạ? Là mình phải nỗ lực thôi. Mình phải nỗ lực thôi. Yes, vâng ạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Thì uh, uh, thực sự là trải qua một cái hành trình nỗ lực, thì uh, từ cái thời điểm là uh, một cái bạn mà học sinh lớp 3 và uh, trượt top như vậy á, thì uh, lên cấp 2 mình đã trở, mình được đối, đi đúng với điểm mạnh của mình. Các anh chị nhớ nhá, một trong một trong những cái từ khóa rất là quan trọng trong cái hành trình học tập phát triển bản thân ấy ạ đấy là phải tìm ra được điểm mạnh của mình. Cái chị có thể comment không phải tìm ra được điểm mạnh của mình bởi vì nếu như chúng ta không tìm ra được điểm mạnh của mình và chúng ta không vun bồi được điểm mạnh của mình ấy, thì lúc nào mình cũng sẽ sống trong một cái sự tự ti, mình so sánh với người khác giống như thảo ngày xưa ấy lúc nào cũng so sánh là mình không hát hay bằng các bạn các bạn uh, có giải giải thưởng thành phố này rồi là mình cũng không biết làm thơ giỏi rồi là các bạn còn lớp của thảo ấy còn có những bạn là còn có những cái phát kiến ngày xưa kiểu như là những cái sáng tạo mini ấy, về khoa học ấy, được đăng trên báo đúng là kiểu cuộc sống của mình ngày xưa đấy là một cái điều mà uh, một cái nó cũng không phải là thuận cảnh lắm nhưng mà mình biết ơn đấy là mình được học chung với những người bạn rất là giỏi và mình nếu như mà mình không tìm ra và các bạn làm toán thì cũng rất là siêu luôn. Nếu như mình không tìm ra được một cái điểm mạnh của mình ấy thì lúc nào mình cũng nhìn thấy chúng nó là mình thấy sợ luôn á. Và rất là may là đến năm lớp 6 thì uh, uh, bắt đầu là tách ra đúng không ạ? Thi toán riêng, thi văn riêng và lúc đấy thì uh, thảo được uh, trở thành là học sinh giỏi thành phố môn văn uh, và sau này thì mình cố gắng mình học thì đỗ được vào uh, uh, lớp chuyên Anh của trường uh, phổ thông năng khiếu trần phú của thành phố hải phòng và sau này thì trở thành là học sinh giỏi quốc gia mình đều giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh và tất cả những cái gọi là sự công nhận ấy, và sự uh, những cái mối quan hệ của mình mình cảm thấy rằng là từ khi mà mình có được một cái điểm mạnh này, từ khi mà mình có được những cái giải thưởng như vậy ấy, thì tất cả mọi người kể cả mọi người trong họ hàng này Tất cả bạn bè xung quanh này mọi người đều nhìn mình bằng một cái con mắt khác Uh, và đến năm mình 19 tuổi các anh chị thì Thảo có nhận được ba uh, cái học bổng 100% từ những cái trường đại học top trên thế giới. Đấy là trường đại học ở uh, Hàn Quốc này, trường Yonsei ở Hàn Quốc. Uh, nếu mà bạn nào ở Hàn Quốc thì các bạn sẽ biết là đấy là một trong ba trường top của Hàn Quốc và những cái những gọi là gia đình kiểu chê bôn tài phiệt ấy gia đình quý tộc ấy họ sẽ gửi con đến cái cái trường đại học đấy, à, một trường nữa ở Mỹ và một trường nữa ở Phần Lan. À, nhưng mà tại cái thời điểm đấy ấy, mọi người, thì đấy là một cái gọi là khoảnh khắc mà mình phát hiện ra là học giỏi chưa chắc đã thành công. Các bạn bao nhiêu trong số các bạn đã phát hiện ra cái điều này ạ? Là nhìn thấy những cái người bạn của mình ấy hoặc là chính bản thân mình đi học giỏi như vậy nhưng mà chưa chắc đã thành công điểm đấy đúng là mình như là một cái cú đấm vào mặt luôn <laughs> bởi vì là uh, khi mà mình chuẩn bị làm visa và mình lên đường đi du học ấy thì uh, mình có nhận được một cái đấy là một trong đấy là chị của mình ạ và chị của mình cũng mất của bác mình rất là nhiều tiền và sang bên pháp để du học nhưng mà sau 5 năm chị mình du học ở đó thì về Việt Nam và rất là khó kiếm việc làm và Thảo nhớ lúc đấy ý, là mọi người ở trong nhà có ngồi tính rằng là với cái mức lương như vậy của chị mình á thì phải tận mười mấy năm mới gọi là trả hết được cho các bác của mình là lúc đấy là nhớ là đầu tư là 3 hay là 4 tỷ gì đấy để cho bằng đại học của chị và thực sự là nhà bác mình thì có điều kiện hơn gia đình của mình rất là nhiều à khi đấy mình ngồi mình tính rằng là um, nếu mà như vậy á, nếu mà mình đi học á, ít nhất mình phải mất của mẹ mình lúc đấy là năm triệu là bằng một cái miếng đất để mà mẹ dưỡng già vào cái thời điểm đấy và mình ngồi mình, mình 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 suy nghĩ rằng là nếu như mà bây giờ mình tiếp tục mình đi du học thì liệu là bao giờ mình có thể trả nợ được cho mẹ bao giờ mình mới có thể báo hiếu được cho mẹ bởi vì gia đình của mình xuất phát điểm chỉ có như vậy mà thôi. Mình không mình không được giống như là các anh các chị hay là các bạn bè có điều kiện hơn mình thì bắt buộc mình không thể lựa chọn được cái điều đó. Và từ đấy thì mình đặt ra một cái câu hỏi là ồ, vậy thì học giỏi chưa chắc đã thành công, vậy thì con đường nào là con đường thành công dành cho tôi? Yes. <laughs> học giỏi chưa công nhưng mà có một thứ đúng không ạ và khi đói ạ thì thảo đây đây mọi người nhìn thấy thảo cái tầm này có châu có kinh không ạ trông rất là gầy đúng không ạ đây là chính là cái thời điểm mà vừa mới thoát khỏi cái gọi là việc khủng hoảng ấy châu <laughs> có kinh không thì uh, bản thân Thảo là lúc đấy ngồi suy nghĩ rằng là Ồ vậy thì con đường thành công nào dành cho mình thì mình đặt một cái câu hỏi là vậy thì học gì để thành công phải học cái gì để, để thành công Tại vì mình biết chắc rằng là mình nhìn vào gương vĩ nhân trên thế giới đúng không ạ Không có ai không học uh, uh, ngày lên đi nó có một cái câu nói là học học nữa học mãi thì mình biết một cái điều đấy là gì ạ là nếu như không học thì chắc chắn là không thành công nhưng mà học giỏi chưa chắc đã thành công được các anh chị học giỏi trên nhà trường chưa chắc đã thành công vậy thì cái câu hỏi ở đây đó là học gì để thành công nếu như mà anh chị có từng có cái 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 câu hỏi này thì các anh chị có thể comment xuống được không ạ? Và trong cái buổi đào tạo ngày hôm nay thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Thảo sẽ chia sẻ cho các anh chị học cái gì để thành công, học như thế nào để thành công và Thảo mất 9 năm cuộc đời của mình để đi từ một cái cô bé uh, trông khá là xấu nên rất là gầy, rất là yếu, thời điểm đấy ốm đau rất là nhiều, bởi vì suy nghĩ tiêu cực nhiều, anh chị suy nghĩ tiêu cực nhiều thì thành ra ốm đau nhiều thì mình làm thế nào để mình trở thành một người như ngày hôm nay, một nhà lãnh đạo của uh, 20 000 thành viên, là chủ của hai doanh nghiệp và thảo tự tin có thể chia sẻ với các anh chị là là uh, thảo nghĩ rằng là bất kỳ gọi là một mơ ước, mơ ước của, của bất kỳ một cô bé nào về một gia đình này, về một uh, sự nghiệp này, uh, về bằng cấp, về học vấn này, thì thảo nghĩ rằng là thảo đều đã chinh phục được rồi ở độ, độ tuổi 30 uh, thì Thảo đều đã chinh phục được rồi, tất cả các mốc về tài chính về sự nghiệp. Đây ạ, trước khi Thảo bách lại cái này thì Thảo có một cái điều, bởi vì là ngay từ nhỏ ấy mình biết được rằng là gia đình của Thảo á thì uh, mẹ chỉ còn mỗi mình mẹ mình thôi và chị gái mình thì rất là yếu từ từ nhỏ thì chị gái mình đã bị hen suyễn rồi nên là mình phải trở thành trụ cột của gia đình à, và mình vẫn còn nhớ một cái điều đấy là bố mình ấy, luôn luôn ước mơ là uh, xây được một cái ngôi nhà và có một cái gara ô tô và có một cái xe ô tô uh, từ những cái ước mơ như vậy thì thảo luôn luôn quyết tâm là à mình phải trở thành một ai đó mình phải trở thành một con người có tầm ảnh hưởng Um, và đây là những cái hình ảnh của thảo hiện tại ạ được uh, được rất là nhiều người yêu quý đúng không ạ nếu mà mọi người ở đây ai yêu quý mình thì có thể uh, thả trước tim để cho thảo biết được không ạ uh, mỗi một lớp học qua đi thì nhận được rất là nhiều uh, tình yêu tình cảm yes thì đây là cái con người mà mà hiện tại thảo đã đạt được đến thì bách lại một chút về cái câu chuyện là năm mình 20 tuổi ấy, thì đây là những cái đây là những người mà hồi nhỏ thảo rất là ngưỡng mộ à, về cô bé tốt tô chan thì mọi người cũng đã được được nghe rồi đúng không ạ một người thảo rất ngưỡng mộ đấy là ngài bill gates từ nhỏ là mua rất là nhiều sách của ông ấy và đọc về cuộc đời của ấy, của, của của cô ấy luôn bác hồ thì là một người mà mình yêu đến mức mà lúc nào nếu mà kiểu là nếu mà được mà hát ấy thì thảo cũng sẽ hát những cái bài hát về bác và nhà thơ tố hữu là một người mà ngày nhỏ ấy, là mẹ mình mua cho mình một cái tập thơ ấy, và hầu như là tất cả các bài thơ của 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 bác thời bác tố hữu ở thời điểm đấy ấy, thì thảo đều đều học thuộc thì um, khi mà mình nhìn lại ấy, thì những thần tượng của mình thì đều có những cái ước mơ rất là lớn và họ đã thực hiện thực hóa được cái ước mơ của họ và họ có một cái điểm chung mọi người đố mọi người này. họ có một cái điểm chung là họ đều là người ở vị trí gì ạ họ đều làm gì ạ yes vâng ạ Yes, chính xác. Tất cả uh, tất cả các um, các các bác ở trên slide đúng không ạ? Thì đều là uh, những nhà lãnh đạo và một cái từ khóa mà sau này Thảo uh, tìm được đó là một cái nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng rất là lớn và đấy cũng là cái lý do vì sao mà mình quyết định rằng là mình phải học cái gì để mình trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn, mình phải trở thành một nhà lãnh đạo, mình phải trở thành một người truyền cảm hứng. Yes, thì cái mục tiêu ở trong đầu nó rất là quan trọng các anh chị. Ngày hôm uh, đầu tiên đúng không, các anh chị học với cô Diệu Thu, các anh chị đã biết về cái nguyên tắc là Big Dream. Đó là cái nguyên tắc là cái gì mà các bạn phải ám ảnh, là cái, cái gì mà các bạn có trong đầu thì sẽ có trong tay. Thì Thảo đấy là một trong những cái điều mà ngày xưa mình chỉ nói là OK học giỏi để mình có một cái công việc tốt, học giỏi để mà mình có thể uh, uh, có được cái thu nhập học giỏi để mà mình có được cái sự thành công nhưng mà nó chưa đủ mà quan trọng hơn đó là gì ạ đó là cái ước mơ ở trong đầu của mình phải rất là rõ nét tôi phải trở thành ai thì cái điều đầu tiên đấy trước khi mà chúng ta đến với cái hành trình mà thực sự là học tập phát triển bản thân mình mình không nói là cái việc là đi đến nhà trường nhé nhà trường là có bộ môn gì Môn học gì là mình phải học theo cái điều đó. Nhưng mà khi mà Thảo 19 tuổi mình bước ra đời thì lúc đấy mình phải reset lại toàn bộ đầu của mình. Nó không phải bây giờ là học văn hay học toán hay là học một môn tiếng Anh nữa mà học cái gì để trở thành một người thành công, học cái gì để trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn, học cái gì để trở thành một nhà lãnh đạo và từ năm 19 tuổi thì Thảo đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi này. Thế thì cái đây là điều đầu tiên ấy, nếu như mà chúng ta không rõ nét về cái câu hỏi này thì nó sẽ giống như Thảo ấy là học điên cuồng học học đúng là uh, các anh chị có tưởng tượng là ngày xưa học đến cái mức độ là đi đâu ấy Thảo cũng cầm cái quyển từ điển Oxford 5 kg bởi vì là mình muốn được được học bổng đi du học mà đi đâu cũng cầm cái cuốn sách đấy và cận thì 11 đi ốp ngày xưa là Thảo cận 11 đi ốp các anh chị ạ còn bây giờ là mổ cận rồi đây là đeo Đấy là đeo kính để mà mình bảo vệ mắt mình thôi 11 đi ốp luôn các anh chị ở đây có ai cận nặng giống như Thảo không ạ nhưng mà đó và khi mà mình không rõ về cái bức tranh mình không nhìn được rõ là cái con người mình muốn trở thành như thế nào thì đến khi mình phải ra quyết định ấy, mình không thể ra quyết định được mình không ra quyết định được, mình không tiến tiếp được có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây như vậy không ạ có những cái thời điểm là mình học tập, mình nỗ lực rất là điên cuồng nhưng sau đấy mình dừng lại mình không tìm ra được động lực để mà mình đi tiếp nữa thì có một cái rất là quan trọng đấy là chúng ta phải trả lời được ba cái câu hỏi này ngay từ đầu tiên chúng ta bước chân vào cái hành trình học tập phát triển bản thân độ từ đầu nha Vậy rất rõ nét vậy thì mình học để làm gì đúng không ạ như câu chuyện của thảo là bây giờ tôi phải học học cái gì cũng được học ở Việt Nam cũng được, không quan trọng là học ở Việt Nam, không quan trọng là học ở nước ngoài, nhưng học để làm gì? Học để trở thành người thành công. Mình phải rất rõ nét là như vậy, chứ không phải là ok tôi đi học để mà cho sang hay là cho được cái danh. Yes. Tiếp tục này. Thế bây giờ các bạn học để để làm gì? Nào, các bạn comment xuống giúp cho thảo đi ạ. Các bạn học để làm gì? Ví dụ đây này các bạn thức dậy từ 4 rưỡi sáng cùng với Thảo, 5 giờ ngồi vào trong Zoom, thế thì cuối cùng mình học để làm gì? Ok. Câu hỏi tiếp theo này, câu hỏi tiếp theo này. Bạn học để trở thành ai? Và cái điều này là năm 19 tuổi mình phải quay trở lại vào mình. Bạn học để trở thành ai? Và mình phát hiện ra rằng là tại sao mà mình không có đi tiếp được ấy? Bởi vì cái ước mơ của mình nó nhỏ. Nó còn khá là nhỏ. Đương nhiên là mình cũng đã mơ là làm được những cái thay đổi trong nền giáo dục từ khi mình còn bé rồi. Nhưng mà để mà nói là nó rõ nét ấy. Thì chưa có Và mình mới chỉ nghĩ đến cái việc là làm thế nào Để mình kiếm tiền Để mà uh, sau này mình nuôi được mẹ của mình Mình nuôi được gia đình của mình Mình gọi là có tiền để xây một ngôi nhà lớn thôi Nhưng mà Thảo Đọc một cái câu đấy là gì ạ Nếu như mà bạn muốn vươn tới Những Vì sao Thì bạn phải sao ạ Nếu mà bạn mơ tới những vì sao Thì bạn cũng sẽ chạm được đến vì tinh tú Có nghĩa là sao có nghĩa là mình luôn luôn phải một cái mơ lớn hơn mình luôn luôn phải tư duy mình phải trở thành một cái con người có giá trị lớn hơn mình luôn luôn mình phải tư duy là mình làm được cái điều gì đấy cho nhiều người hơn thì mình mới có kết quả cho bản thân mình hằng nhắc lại nhá nếu như mà chúng ta chỉ mơ cho bản thân mình thôi á, thì khả năng rất cao chúng ta không đạt được cái điều đấy các anh chị ạ tất cả những cái con người thành công tất cả những người lãnh đạo tất cả những người xuất sắc ở trên thế giới họ đều có một cái ước mơ lớn và cái ước trong cái ước mơ đấy họ tạo ra giá trị cho rất rất nhiều con người yes và trước khi chúng ta trở thành một người thành công chúng ta phải trở thành một người có giá trị đây là một cái điều mà Thảo học được từ thầy Jim Ron vào năm mình 20 tuổi trước khi bạn trở thành một người thành công bạn phải học cách để trở thành một con người có giá trị các chị có thể comment xuống được không ạ trước khi trở thành một người thành công bạn phải học cách trở thành một người có giá trị và có giá trị với người khác đấy được đấy đúng không ạ có giá trị với người khác nên là cách hành trình mà mình học giỏi ở trên trường á nó mới chỉ là gì ạ là có điểm số về cho mình thôi nhưng mà cái để mà tốt nghiệp được cái trường đời á thì chúng ta phải học cách tạo ra giá trị cho người khác. Yes, vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Và vì cái điều này, mình rất là biết ơn là mình vì biết cái điều này, nên là cái con đường trở thành một nhà lãnh đạo của Thảo ấy, có thể nói rằng là chưa bao giờ mình mình từ khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học ấy ạ thảo chưa bao giờ một ngày làm nhân viên các anh chị mà mình đã làm nhân viên khi mà mình ngồi trên ghế nhà trường rồi và đến khi mình bước ra khỏi trường cánh cổng của trường đại học ngoại thương là lúc đấy là chỉ có đi làm quản lý và làm lãnh đạo thôi yes thì đây là cái câu hỏi mà mình chăn trở bạn học để trở thành ai và ai là hình mẫu mà bạn hướng đến không biết là các anh chị ở đây ngày hôm nay chúng ta đã có một hình mẫu là một ai đó mà mình hướng đến không ạ? thật sự là uh, mình cái thời điểm đó mình đã lựa chọn một hình mẫu mà mình hướng đến đấy là đấy 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 là ngài Bill Gates. Mình nói là đây là một con người mà đúng là vừa có tài năng vừa có tiền vừa có tài mà vừa có tâm rất là thành công và mang tiền của mình đi làm những cái dự án rất là tuyệt vời, thay đổi uh, giáo dục, thay đổi nền y tế của nhân loại. Nên là khi mà mình có một cái bức tranh rất là rõ nét như thế, thì thảo vẫn còn nhớ là cái thời điểm mà mình tốt nghiệp đại học ngoại thương xong này, đến hai ba năm sau, mẹ thảo vẫn hỏi là, con ơi, thế con đi làm vất vả như thế, hay là mà chồng mình cũng đã là một người rất là thành công rồi, hay là con lựa chọn một cái cuộc sống nhẹ nhàng hơn đi, con. Uh, muốn xin vào để làm đi làm giảng viên không hay là con muốn đi vào cái cơ quan nhà nước này kia hay không Thì thực sự là những không phải là những cái công việc đấy không tốt nha. Nhưng mà rất là tốt luôn so với so với tất cả mình mình nghĩ là đấy là những công việc rất là tuyệt vời. Nhưng mà bởi vì rất đơn giản là mình đã có một cái bức tranh ở trong đầu là đó không phải là hình mẫu mà mình hướng tới. Mà mình muốn giống như một người như kiểu là Bill Gates cơ. Mình phải xây dựng những cái mô hình kinh doanh cơ và từ cái mô hình kinh doanh đấy mình phải tạo giá trị được cho con cho cho cộng đồng và mình rất là muốn làm cái gì đấy về về giáo dục yes nên là khi mà chúng ta có một cái hình mẫu rất là rõ nét ở trong đầu của các anh chị chúng ta sẽ không bị những cái tiếng nói to tiếng nói nhỏ là ô bạn đi học cái này để làm gì bạn làm cái này để làm gì bạn uh, uh, tham gia vào cái tổ chức này để làm gì vì các anh chị ạ người trí người có trí tuệ ấy, là phải tự mình đi nhưng cái câu hỏi này thực các anh chị thấy không ạ? Mẹ Thảo là một người giáo viên rất là tuyệt vời, như Thảo nói từ lúc đầu ấy. Nhưng đến cái giai đoạn năm 19 tuổi này này là mẹ mình cũng không thể định hướng được được cho mình nữa. Bởi vì nó giống là thế này ạ. Là bố mẹ bản thân chúng ta bây giờ đã, đã là những người bố những người mẹ đúng không ạ? À, chúng ta chúng ta chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ định hướng con của chúng ta như vậy nếu như mà mẹ của mình là một giáo viên đi thì đương nhiên mẹ mình cũng muốn định hướng mình là một người giáo viên có thể dạy môn tiếng anh hoặc là môn một cái môn gì đó trong trường đại học nhưng mà nếu như chúng ta ở đây nếu chúng ta muốn con của chúng ta trở thành những người thành công những người lãnh đạo thì bắt buộc chúng ta phải trở thành một người lãnh đạo bắt buộc chúng ta phải trở thành một người thành công thì chúng ta mới có đủ cái năng lực để dẫn dắt con mình đến cái bước như thế các anh chị có đồng ý không ạ? thảo còn nhớ là năm mà thảo học về NLP ấy là thảo học một một cái trainer người Singapore và thầy ấy là một cái người xuất phát điểm rất là thấp nhà rất là nghèo và thầy nói rằng là ở đất nước của chúng tôi cái ông thủ tướng hiện tại ấy là thủ tướng Lý Hiển Long đương nhiên ông ấy có thể trở thành thủ tướng bởi vì sao ạ bởi vì bố của ông ấy đã từng là thủ tướng là ngài Lý Quang Diệu ấy và đương nhiên con của một cái người gọi là thay đổi lịch sử của Singapore là ngài Lý Quang Diệu đúng không ạ thay số phận của hàng triệu con người trên đất, nước Singapore đấy đương nhiên có thể dạy cho con mình cách để trở thành một thủ tướng và thầy nói rằng là và và tôi thì tôi phải tự đến gọi là tìm con đường phát triển bản thân của mình và đến tận năm 45 tuổi thì tôi mới được sống đúng với đam mê tôi mới tìm ra được cái con đường để tạo ra giá trị của bản thân mình và trở thành một trainer còn trước đó thì thầy làm ở trong quân đội và rất là đau khổ tiền không có quá là nhiều và cả trí tuệ nữa nên là dẫn đến rất là nhiều những cái vấn đề ở trong mối quan hệ về hôn nhân và chính cái điều đấy cũng là tạo một cái động lực cho thảo đó là gì ạ sau mình đặt một câu hỏi là vậy thì sau này con mình mình muốn con mình trở thành ai thì mình bắt buộc mình phải trở thành cái con người đó trước mình muốn con mình trở thành người thành công mình muốn con mình trở thành một nhà lãnh đạo mình phải trở thành cái người đó trước các anh chị có đồng ý như vậy không ạ? Yes, chúng ta có comment không ạ? Mình chúng ta muốn con chúng ta trở thành ai thì chúng ta phải trở thành con người đó trước. Yes. Ok. Chưa có con, chưa có con thì sẽ có con đúng không ạ? Cái thời điểm mà Thảo nghe được cái câu nói đấy ạ, Thảo cũng chưa có con các anh chị ạ. Lúc đấy mình mới là sinh viên năm ba thôi. Nhưng mà mình rất là may mắn là mình được học những cái tinh hoa trí tuệ như vậy từ khi mà mình chưa rời khỏi ghế nhà trường. Nên là nó đã có ở trong đầu của mình rồi. Wow, vâng ạ. Chị Ngọc Hà rất tuyệt vời. Quay lại học đại học. Rồi. Thì uh, các bạn đã trả lời được ba cái câu hỏi này chưa? Đây là ba cái câu hỏi mà ở đây có rất là nhiều bạn thành viên ở trong game đúng không ạ? Trước khi mà chúng ta bảo là ok anh chị ơi vào đây học tập phát triển bản thân đi. Hãy hỏi. Hãy hỏi họ. Họ có. Thả nói thật này. Cái việc học ấy. Nó chỉ dành cho cái việc học hay là cái việc học tập phát triển bản thân ấy ở cái độ tuổi mà ngoài 22 tuổi ra khỏi trường đại học ấy, nó chỉ dành cho những con người khao khát học tập phát triển bản thân, khao khát có một cái ước mơ lớn, có một cái thành công nổi. Còn nếu như trong đầu của chúng ta chúng ta không có cái rất là rõ ràng là tôi học để làm gì, tôi muốn thành công hơn như thế nào thì chắc chắn các bạn có bảo là họ đi học đến cỡ nào họ cũng không học được. Đấy là một sự thật ạ. À. Bố mẹ cô Thu làm đồng nát nhưng cô Thu vẫn làm chủ tịch. Ok, Thảo sẽ chia sẻ với các anh chị, đó là gì ạ? Nếu như mà chúng ta trở thành người thành công ấy thì cái tốc độ của con các bạn sẽ được rút ngắn hơn rất là nhiều. Cô Thu này hay là mình này đều bố mẹ đều có phải là người thành công hay là thầy đạt cũng như vậy các anh chị ạ. Nhưng nếu như Bố mẹ của chúng mình là những người thành công ấy. Giống như bạn của Thảo ấy Thảo nó thật nhá Bạn của mình có những bạn Bạn ấy gọi là lãnh đạo Của thành phố này Hay là lãnh đạo của những doanh nghiệp lớn này Thì các bạn ấy bước ra cuộc đời Thực sự các anh chị Thảo không nói những cái bạn mà gọi là Dựa vào mồ hôi công sức của bố mẹ ấy. Nhưng mà cái tốc độ đi của các bạn ấy Nhanh hơn rất là nhiều Các bạn ấy 22 tuổi Mình vừa mới bước chân ra khỏi trường đại học Mình còn chập trứng Uh, khẳng định bản thân. Thì các bạn ấy 22, 23 tuổi các bạn ấy ra ngoài các bạn đã được cho một cái quỹ đầu tư riêng rồi. Các bạn đã có những cái dự án là xây trường học, xây bệnh viện tư và các bạn ấy đã được điều hành rồi các anh chị ạ. Nên rằng là đương nhiên bản thân chúng ta nếu như chúng ta không nỗ lực không cố gắng, con của chúng ta vẫn có những xác suất nha. Là cái đứa con đấy nó sẽ phải tự tìm đường để nó phát triển bản thân của mình. Nhưng nếu như chúng ta đã có một cái đòn bẩy này, nếu như chúng ta đã có một cái nền tảng này thì con của chúng ta sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều các anh chị ạ. Các anh chị có đồng ý không ạ? Nếu như chúng ta đồng ý chúng ta hãy comment yes ạ. Yes. Chúng ta sẽ là nền tảng cho con của mình ngay từ bây giờ. ok và sau khi mà chúng ta xác định được cái điều này mình biết là phải trở thành một để thành công thì phải trở thành một con người có giá trị đúng không ạ và để thành công thì chúng ta phải trở thành một người nhà lãnh đạo đúng không ạ vậy thì cái câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi quyết định này câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi quyết định này chúng ta có Chúng ta có lợi thế cạnh tranh là gì để có thể trở thành một người lãnh đạo? Bất kỳ một nhà lãnh đạo nào trên thế giới này, nếu như các anh chị nhìn lại á, họ đều có những lợi thế cạnh tranh rất là kinh khủng. Ví dụ như ngài Bill Gates từ nhỏ IQ đã rất là cao rồi. Đúng không ạ? Nếu như mà IQ không có được cao lắm <laughs> Gọi là không phải là ở cái việc là toán học hay là công nghệ giống như ngài Bill Gates đúng không ạ? Thì cái cô ở uh, cái cái cô viết cái cuốn sách tốt Tô Chan cô bé ngồi bên cửa sổ ấy lại là một cái người có một cái lợi thế cạnh tranh về cái việc là làm văn và là cái lợi thế về câu chuyện là sử dụng ngôn từ một cái năng lực giao tiếp để sau này cô ấy trở thành một nữ văn sĩ này, một nữ nghệ sĩ này, một MC này, một đại sứ truyền cảm hứng. Còn nếu mà nói về bác Hồ của chúng ta đúng không ạ? Thì bác là một con người quá là tuyệt vời rồi. Một con người mà vừa có một trái tim lớn, vừa có một nghị lực lớn. Mình vẫn hay nói ở trong các lớp học của Gây okay đúng không ạ? Nếu mà nhìn lại nhá vào thời của bác, nếu mà bác lựa chọn một cuộc sống bình thường ấy, rất đơn giản các anh chị. Bởi vì ở thời của bác mà được đi học này, được biết chữ này, lại còn biết tiếng nước ngoài nữa thì sống ở Việt Nam mình rất là dễ dàng luôn đúng không trong một cái bối cảnh mà tất cả gọi là 99% những người còn lại là người ta mù chữ mình là người biết chữ thì chắc chắn là cơm ăn áo mặc cực kỳ đầy đủ luôn đi làm thuê cho Pháp một cuộc sống rất là đơn giản nhưng mà bác đã lựa chọn một cái một cái là gì ạ đi theo cái ước mơ của cuộc đời mình là tìm ra con đường giải phóng đất nước nên là bằng cái việc là bằng một trái tim lớn lại bằng một nghị lực lớn thì bác đi tìm được cái con đường thành công cho mình. Nên là trong cuộc đời này bất kỳ một, và các anh chị hãy nhìn xem tất cả những cái người xung quanh chúng ta để mà họ có thể lên được một vị trí lãnh đạo ấy thì họ bắt buộc phải có một cái điểm gọi là điểm cực kỳ mạnh. Mà Thảo không dùng từ điểm mạnh mà mình dùng nó là gì ạ? Lợi thế cạnh tranh. Tức nghĩa là bạn đứng cạnh 100 người bạn vẫn hơn 99 người còn lại bạn đứng cạnh 1.000 người bạn vẫn mạnh hơn chín 99, người còn lại đó thì nó luôn luôn nếu như bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo của những người khác ấy bắt buộc bạn phải có một cái điều gì đấy xuất sắc hơn họ rồi ạ Nên chúng ta phải comment đúng không ạ Nếu như muốn trở thành lãnh đạo bắt buộc phải có lợi thế cạnh tranh. Bắt buộc bạn phải có một cái lợi thế cạnh tranh. Yes. Bắt buộc luôn. Và thằng nói đây là bắt buộc nha. Và cái sự thành công của chúng ta ấy, có bao nhiêu trong số các bạn ở đây đi học rất là nhiều. Thấy lớp marketing em cũng đi học thấy lớp bán hàng em cũng đi học, lớp về tài chính em cũng đi học, lớp về thấu hiểu con người em cũng đi học và có rất nhiều bạn thảo gặp là sao ạ? Học rất nhiều nhưng kết quả không thay đổi được bao nhiêu. Nếu bản thân các bạn hoặc là bản thân các bạn là cái người như vậy nha. Hoặc là mình từng nhìn thấy ít nhất một người như vậy nha thì hãy comment số 1 giúp thảo được không ạ? Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều người như vậy luôn và Thảo nói tại sao mà ngày hôm nay Thảo đặt một cái tên đấy là chiến lược học tập phát triển bản thân. Bởi vì làm cái gì cũng như thế. À, một 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 công ty, một đất nước à, muốn phát triển thì bắt buộc phải có chiến lược phát triển. Và con người cũng như vậy các anh chị ạ, bất kỳ ai muốn phát triển đều phải có một cái gọi là chiến lược học tập phát triển bản thân. Bởi vì tất cả chúng ta đều có 24 giờ giống y chang nhau, không có ai khác nhau hết. Nhưng cái sự khác biệt đó là gì? Đó là chúng ta sẽ dùng 24 giờ đó tập trung vào cái điều gì? Và cuộc sống ngắn không các anh chị? Cực kỳ ngắn luôn. Đi ra đi vào một ngày là hết một ngày luôn. Nên là chúng ta không có thời gian để chúng ta lan man vào nhiều điểm. Một cái câu nói mà ngay từ ngày đầu thành lập game Thảo chia sẻ ở trong lớp học. Và cho đến bây giờ các anh chị vẫn nhắc đi nhắc lại. Một cái câu đấy là gì ạ? Đó là khơi thông được một điểm thì đột phá toàn diện khơi thông được một điểm thì sẽ đột phá được toàn diện nên là trong cuộc đời trong cái việc mà mình học tập phát triển bản thân ấy mình bắt buộc mình phải có một cái điểm gì đấy là mình khơi thông là mình đột phá thì tất cả những cái bài toán về sau của mình ấy, nó sẽ được giải quyết còn nếu như chúng ta không nhận định được là cái điểm đấy là cái điểm nào ấy ạ yes nó giống như là là chữa bệnh ấy đôi khi chỉ cần vay vào một cái huyệt đấy là nó hết mà nó dây sai chỗ đúng không ạ <laughs> các anh chị ở đây ạ anh chị còn đang ở đấy không ạ? Các anh chị mà dây sai chỗ rồi là ừ, nó lại sang cái việc khác rồi. Đấy. Rồi. Xem nào các anh chị ở trên Zoom đâu rồi. Anh Bùi Quang Huy ở nhà là anh có hay chạm vào đúng điểm không ạ? Đấy. Chị Mai Tuyết. Mình chạm vào đúng điểm là cực kỳ hiệu quả đúng không ạ? Ví dụ như là mình nhờ ai đấy mà mình gãi lưng ấy, nó gãi mãi không đúng chỗ thì nó không có phê. Nhưng mà gãi đúng chỗ rồi thì nó sẽ phê. Đấy, đúng không ạ? Rồi, thì tóm lại là lợi thế cạnh tranh của bạn là gì? Nào, ai mà đã xác định được lợi thế cạnh tranh của mình rồi thì comment số 1. Mà ai chưa xác định được, comment số 2 giúp Thảo. Ok. Nếu mà số 2 nhiều hơn thì chứng tỏ là là Đúng chỗ rồi đúng không ạ Cần phải học đúng chỗ rồi uhm. Mà Thảo nói này Những người comment số 1 ấy Vẫn phải học tiếp Bởi vì sao À Bởi vì Còn có Cái điều gì đó Sau khi bạn tìm được lợi thế cạnh tranh Cái gì làm tiếp theo cơ Nó mới là quan trọng cơ Nha các anh chị Rồi Mấy giờ rồi 6 giờ rồi Tiếp Nào. Thì đây là cái công thức tạo tìm ra lợi thế cạnh tranh mà tôi gọi là 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 đam mê hay là là đam mê hay là <laughs> hay là là đá me. <laughs> vâng ạ. Các anh chị dịch cái từ lan đam me này nó là cái gì ạ? đấy tóm lại là mình đọc thế nào là đã mê à, rồi nhanh thế, <laughs> làm đâm mê, à? làm đâm mê là cái gì, rồi là đã mê à, rồi tóm lại nhá, đây là một cái công thức rất là dễ nhớ thôi, đúng không ạ? La da me, đấy, ok, thì cái công thức này để tìm ra lợi thế cạnh tranh của mình ấy thì cái điều đầu tiên là có nghĩa là gì ừ. là có nghĩa là một cái việc mà mình làm tốt ra dạ, ở đây có nghĩa là cái thứ mà cái 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 lợi thế cạnh tranh ấy nó phải giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu mà các anh chị viết lúc đầu ấy ví dụ như là uh, Thảo lấy ví dụ nhá Là Thảo có thể làm được tốt Cái việc nấu ăn đi Nhưng mà cái việc nấu ăn ấy nó lại không giúp cho mình đạt được Cái mục tiêu là mình trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng Thì mình không lựa chọn Đúng không ạ Thì cái việc mà mình phải làm tốt này Cái việc mà phải giúp cho mình đạt được mục tiêu này Và mình phải có cái sự mê thích Ở đấy Nghĩ đến cái việc đấy là đã thấy mê rồi Là đã thấy phê rồi Thì nó mới đạt các anh chị yeah. Nào thế thì ở đây đầu tiên là cái việc mà mình làm tốt Cái việc mà mình làm tốt Tí nữa Thảo sẽ phân tích cái phần này Làm tốt Thảo lấy ví dụ Thảo là một cái người mà Mình nghĩ được Mình suy nghĩ Mình tư duy được Ví dụ như là Và mình học được Ví dụ như là Trong cái câu chuyện là Mà làm lãnh đạo đúng không Thì sẽ cần phải học rất là nhiều thứ Các anh chị đồng ý không ạ để mà xây dựng được một doanh nghiệp các anh chị ngày xưa uh, chân ướt chân giáo học đại học ngoại thương là học về xuất nhập khẩu mà ra ngoài đời sắt up một cái doanh nghiệp mình còn đâu có biết là gì đâu làm nào marketing được làm nào quản trị tài chính được làm nào, nào quản trị nhân sự được tất cả những điều đấy là đều phải học à và và cho đến bây giờ tất cả những cái bạn nhân sự làm với mình ấy, đều nói rằng là trời kiểu cái gì chị học cũng rất là nhanh và cái gì kiểu học xong là chị cũng làm được rất là tốt thì cái việc đấy là mình tự, tự mình mình tự thấy nha là mình học được tốt mình tư duy được tốt và nó có giúp cho mình trở thành một nhà lãnh đạo không có mình có thích cái điều đấy không có luôn trên đời này không có cái gì thích bằng cái việc là được thảo rất là thích được đi học này rất được thích là đọc sách này và rất là thích là vừa ngồi đọc sách ấy, vừa viết vừa tư duy ấy, Thầy có thể nói là mình cảm thấy như là thầy John C. Maxwell giống như là một cái người cha về mặt tinh thần của mình vậy. Bởi vì mình rất là giống thầy. Chắc là có nhiều số bảy giống nhau các anh chị. Đó. Thế thì khi mà mình xác định được cái điều này ấy, thì mình thấy rằng là vậy thì học. Mình phải làm thế nào mà mình học mà trở thành một lợi thế cạnh tranh của mình trong việc làm lãnh đạo các anh chị ạ. Và khi mà Thảo xác định được cái điều này ấy, là đến năm mà cả một cái hành trình mình đi nhá Nhưng mà Thảo sẽ kể một cái câu chuyện mà gần nhất mà các anh chị biết. Đấy là năm 2021. Là lúc đấy là Thảo vừa mới sinh con xong này. Và tháng 10 năm 2021 là Thảo đẻ bạn thứ hai Thì lúc đấy là công ty cũng ở trong một cái giai đoạn uh, đang trên đà phát triển đúng không ạ? Là game năm đấy là mới là được có 2 tuổi thôi. 2 tuổi rưỡi. À 1 tuổi rưỡi chứ, 1 tuổi rưỡi. Thì uh, lúc đấy công ty rất là bề bộn công việc mình vừa mới sinh con xong, con vẫn ở trong thời kỳ gọi là bú mớm đúng không ạ? Và lúc đấy thì Thảo đã ngồi thảo nghĩ rằng là nếu như mà lợi thế cạnh tranh của việc của mình là việc học, vậy thì cái việc học của mình nó có thể tạo ra được lợi thế cạnh tranh gì cho game? Các chị nghe tốt nhá. à vẫn, vẫn 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 nghe được đúng không ạ? Ok, rồi. Thảo lúc đặt một cái câu hỏi là nếu như mà lợi thế cạnh tranh của mình là việc học, vậy thì cái việc học của mình ấy nó có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh gì cho game và lúc đấy thảo bắt đầu hỏi ngồi tư duy là gì ạ là game của mình chắc chắn sẽ cần phải phát triển về cái nghề life coach bởi vì map for success sẽ là một cái công cụ để giúp phát triển con người và cái bước tiếp theo ấy, đấy là những thành viên ở trong game các bạn sẽ cần phải biết về nghề life coach và khi mà thảo tư duy về cái điều đấy ấy, thì mình mới bảo là ok vậy thì bây giờ mình sẽ phải phải mang kiến thức về life coach từ một cái nơi danh giá nhất trên thế giới về với Và các anh chị biết là trong khi mà thảo làm uh, nghiên cứu ấy, trong top 10 cái trường đại học trên thế giới, các anh chị cũng biết tên đúng không ạ? Harvard này, Stanford này, Yale này, rồi Cambridge này, rồi Oxford này, tức là tất cả những cái trường, cái gọi là trường đại học lớn nhất trên thế giới, thì thảo phát hiện ra là chỉ có một trường duy nhất thôi, là có chương trình đào tạo cấp bằng đàng hoàng về nghề life coach. Và đó là chương trình của trường đại học Trường đại học nào ạ? Các anh chị ở đây chắc chắn là có rất nhiều trường uh, Thành viên elite club đúng không ạ? Mọi người sẽ biết ạ Là trường nào ạ? Cambridge Yes Và khi mà Thảo đọc cái uh, yêu cầu Của trường đại học Cambridge ấy Là mình sẽ toát mồ hôi hột luôn ấy. Lạnh sống lưng luôn á Biết vì sao không ạ? <laughs> Bởi vì thứ nhất là phải thi IELTS Lâu lắm rồi là không có động đến Bao nhiêu năm khởi nghiệp là tiếng Anh gọi là gọi là để đấy rồi. Và IELTS là phải tối thiểu là 7.5. Và không có kỹ năng nào được dưới 7. Chấm. Rồi là phải có những cái bản viết về assignment tức nghĩa là viết những cái bài luận ấy, mấy nghìn từ liền. Trình bày về các phương pháp coaching bạn đã được sử dụng như thế nào. Tức là bạn phải chứng minh cái 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 chương trình đấy là mình phải chứng minh là bạn mình đã phải là một cái chuyên gia trong lĩnh vực coaching thì mình mới được tham gia vào vào cái chương trình đấy các anh chị ạ. Và tóm lại lúc đấy mình bảo là chứ Nói chung là một khi mà số 1 đã quyết định làm Là phải làm cho tới bến Các anh chị Mình biết lợi thế cạnh tranh của mình là việc học rồi Mà mình không sử dụng cái lợi thế cạnh tranh đấy Thì chắc chắn là không ok Thế là tóm lại là lúc đấy ô Con 3 tháng Thì còn 3 tháng Tất cả mọi thứ công việc Lúc đấy Thảo còn nếu là suốt ngày đi khai trương này Đi kem này Sắp xếp được hết các anh chị Và Thảo liên tục chuẩn bị này Học cấp tập trong khoảng tầm 4 tháng. Thì là mình hoàn thành xong và kết quả là mình được IELTS là 8.0. 8.0. Ờ không 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 nhớ điểm thành phần nữa mà nhưng mà mình nhớ là điểm nghe và điểm đọc của mình là 9. chấm ờ, cũng không hiểu là cái phép bầu nào. <laughs> Vì lâu lắm mà không động động đến tiếng Anh mà đạt được cái kết quả đấy. Và uh cuối cùng là trường đại học cambridge chấp nhận mình và uh, tháng tháng mới tháng trước thôi thì thảo nhận được cái tấm bằng đó và đã được nhận lời mời là sang anh và sang đại học cambridge để nhận cái tấm bằng đấy và quan trọng hơn ấy, là cái việc học như thảo nói với các anh chị đúng không ạ đấy là mình phải là cái người tạo ra giá trị nếu mà mình học mà mình chỉ gọi là bằng cấp cho bản thân mình thôi thì nó chẳng giải quyết được cái vấn đề gì cả thì khi mà trong cái, cái chương trình học đấy ấy, mặc dù là rất là bận đi nước nọ nước kia nhưng mà mình đặt mục tiêu là mình phải xây dựng được mối quan hệ tốt với cả thầy giáo sư để làm gì ạ để mời được ít nhất là một trong các giáo sư của của cái chương trình đấy về với cộng đồng Gen Elite Club bởi vì việc học là gì ạ việc học mà phải tạo giá trị cho mọi người thì mới đi học đúng không nào À, thế là thì là sau một hồi là đàm sau một hồi gọi là xây dựng mối quan hệ rồi là tạo thiện cảm với thầy thì cuối cùng các anh chị biết là để người ta là một giảng viên, là một giáo sư của đại học Cambridge nó không phải đơn giản đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Là cả đời người ta nỗ lực luôn á. Và cuối cùng là nhờ cộng đồng gen của chúng ta rất là hùng mạnh này, rất là ấn tượng này thì Thảo cũng đã trình bày với thầy và đã thành công mời được thầy James về dạy ở trong cộng đồng gen Elite Club. Và không biết là trải qua mấy lớp học cùng với thầy James thì mọi người có thấy là uh, xứng đáng để mình bỏ mồ hôi công sức của mình để theo học cùng với thầy không ạ? Mọi người thấy cái chương trình này có tuyệt vời không ạ? <laughs> yes. Ok. Và thực sự các anh chị ạ, cái điều này, ấy, cái công thức này ấy, thực sự là Thảo đúc rút từ từ mark for success của chúng ta mà ra đó nó cũng là hai chiều cái điều này là mình biết từ mình mình đúc kết từ ngày xưa và mình đưa vào cái bản đồ mark for success thì các anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái chỉ số ví dụ như chỉ số sứ mệnh hay là còn chỉ số là năng lực tự nhiên đấy mình nhìn vào chỉ số sứ mệnh hay là năng lực tự nhiên mình sẽ biết được rằng là à mình sẽ có một cái năng lực bẩm sinh là mình uh, làm tốt cái điều gì hay là chỉ số ngày sinh cũng như vậy Ví dụ là thằng mình có sứ mệnh là 9 này Chỉ số ngày sinh của mình là 7 này Nên là cứ cái gì mà liên quan đến cộng đồng Liên quan đến giáo dục này Liên quan đến học tập là nó giống như kiểu là Chảy trong huyết quản của mình rồi ạ Linh hồn của mình cũng là 7 luôn Đam mê của mình á, Chỉ số đam mê của mình là chỉ số 8 ấy. Đam mê 8 Đam mê 8 Nên là mình rất thích những cái gì mà nó gọi là đẳng cấp này Nó gọi là sự thành công cứ cái gì mà gọi là học tập làm việc để thành công là mình thích đấy thì cái cái chỉ số đam mê nó sẽ giải quyết cho cái việc là các bạn mê thích cái gì đúng không chỉ số linh hồn cũng như vậy giải quyết cho bạn cái vấn đề là bạn mê thích cái gì để bạn tìm ra được cái điều này ở đây anh chị đều có bản đồ hết rồi đúng không và quan trọng nhất nha đó là chỉ số đường đời ở đây thảo muốn nói sâu một tí về cái phần mà đạt mục tiêu nếu như muốn đạt được mục tiêu thì cái chỉ số đường đời ấy, các bạn phải làm nó phải cái mục tiêu của các bạn ấy, nó phải gắn với cái chỉ số đường đời của các bạn. Thảo lấy ví dụ vì mình là đường đời 1 thì bắt buộc mình phải làm lãnh đạo mà. Đấy, thì khi mà mình biết được cái um, con số đường đời của mình vào năm 2015 thì cái tốc độ đi của mình nó nhanh hơn rất là nhiều. Vì lúc đó mình rất là rõ nét là mình làm cái gì mà mình làm tốt, ok học. Mình thích không? Mình thích việc học và đạt được mục tiêu của mình là gì là trở thành một nhà lãnh đạo thì phải học cái gì mà trở thành một người tiên phong, trở thành một người dẫn đầu, trở thành một người lãnh đạo nên là mình có một cái tư duy là học cái gì mà ở Việt Nam mình chưa có, học cái gì mà trong cộng đồng mình người ta chưa làm được, học cái gì mà người khác chưa làm được để mình để mình kiến tạo cho tổ chức của mình. Thì lúc đấy mình tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh, tạo ra một lợi thế cạnh tranh, đúng không ạ? Và các anh chị có đồng ý là cái môi trường học tập phát triển bản thân ở Gen ấy nó là một cái lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các tổ chức không chỉ các tổ chức học tập đào tạo đâu mà các tổ chức nói chung ở Việt Nam chúng ta là chúng ta đang có một cái lợi thế cạnh tranh rất là kinh khủng. Yes. Đó. Thì ok, thì quan trọng nhất nha. Để trả lời là gen có kinh khủng hay 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 không ấy ạ, thì từng con người một ở gen chúng ta làm được cái lợi thế cạnh tranh này chúng ta có được cái điều mà chúng ta làm tốt chúng ta có được cái điều mà chúng ta yêu thích và chúng ta đạt được cái mục tiêu cái ước mơ lớn của cuộc đời mình sẽ ok được chưa rồi chúng ta nắm được cái công thức này làm đam mê chưa làm đam mê đấy là là đam mê chúng ta đã nắm được cái phần này thì chúng ta comment yes nha để thảo chuyển sang slide tiếp theo còn 15 phút cho thời gian tiếp theo ạ. Uhm. À đây, Thảo sẽ nói nhanh cái này. Ba nhóm lợi thế cạnh tranh. Đây, các bạn sẽ cảm thấy là các bạn là một trong ba cái nhóm này. Cái nhóm thinh cờ. Thinh cờ tiếng Anh là gì ạ? Là cái nhóm mà mạnh về tư duy, mạnh về suy nghĩ ấy. Thì thông thường, Thảo nói là thông thường thôi. Các cái bạn mà độ bộ 147 ấy sẽ rơi vào cái cái nhóm này. Đúng không ạ? Thì cái nhóm này sẽ cần phải phát triển về năng lực tư duy logic này năng lực tìm kiếm thông tin này xử lý thông tin này và có một cái thứ rất quan trọng đấy là gì ạ khi mà cái kiến thức của bạn đủ á bạn có kiến thức này bạn luyện tập kiến thức đủ này thì nó sẽ đến một cái giai đoạn mà năng lực trực giác của bạn sẽ cực kỳ mạnh thì bạn sẽ nhìn ra được những cái thứ mà người khác không nhìn được và đúng mà thầy John C Maxwell là một cái người thầy mà mà đường đời số 7 á thầy nói rằng là lãnh đạo là phải nhìn thấy trước những gì mà người khác không nhìn thấy được đúng không? đây 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 đúng là một cái câu mà đặc trưng của một cái nhà lãnh đạo ở nhóm thinh cờ thầy thầy John C Maxwell là lãnh đạo bằng bằng năng lực thinh cờ của mình là trở thành một cái người tư duy rất là kinh khủng đấy ạ đúng không ạ các bạn đọc sách của thầy sẽ thấy được cái điều này. Cái nhóm thứ hai ấy, là nhóm performer, tức là nhóm mà uh, cái khả năng trình trình bày, khả năng truyền cảm hứng của họ rất là mạnh mẽ. Thì uh, nhóm này thì các bạn có thể uh, thấy một cái điển hình đấy là cô Diệu Thu, đúng không ạ? Mọi người thấy cái buổi đầu tiên học với cô Diệu Thu có hài hước không ạ? Có thú vị không ạ? Có tràn đầy năng lượng không ạ? Đó. Các bạn sẽ thấy là cái khả năng mà sử dụng ngôn từ này, rồi là sử dụng uh, uh, vận động cơ thể của cô ấy rất là nhạy bén. Có đúng không nào? Mọi người có nghe được mình không nhỉ? Sao không? Cái phần này nhạy ra. Yes, đúng rồi ạ. Các anh chị nào mà học về map của các anh chị sẽ biết là nhóm Tinker là 147, Performer là nhóm tám nên là các bạn 3 năm 8 sau mình đã hay nói rằng là thỉnh thoảng là phải gì ạ? đi học bộ môn nghệ thuật múa một tí đúng không? À, hát một tí đúng không? Để mình có cái chất nghệ ở trong người. Có cái chất nghệ thuật đấy ấy, nó 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 thổi lên á thì nó mới ok được. Ai chị hôm qua các anh chị gặp chị uh, Trương Thị Tú Quyên đúng không? Các anh chị có thấy là một cái năng lượng một cái năng lượng rất là tích cực của chị yêu không ạ? Nó đúng cái chuẩn cái bộ, bộ performer này luôn á. Yes. Rồi, wow, rất tuyệt vời thấy không ạ? Tức là mình ở cái bộ nào ấy là nó nét ở ở cái bộ đấy luôn. Yes. Đấy, bổ sung cái gì mọi người nhìn đây này, đây là một vài gợi ý này, đúng không ạ? Chứng tỏ bạn ngân phạm là 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 là, là chưa đi học đúng không? Ai mà muốn biết là cụ thể là bổ sung cái gì ấy thì ba ngày học thiết kế bản đồ thành công ấy sẽ rất là chi tiết cho các bạn nha. Và nhóm cuối cùng là nhóm care Giver tức là đến với cái người này là gì ạ? Lúc nào cũng mang tình yêu thương, mang nguồn năng lượng ấm áp. Uh, ngày kia đúng không các anh chị đã được gặp thầy Lang Công Đạt. Thầy Lang Công Đạt là một người uh, chuẩn theo cái bộ mà care Giver này. Tức là ở cạnh bạn ấy lúc nào cũng muốn có một cái sự kết nối với bạn ấy, làm việc cùng với bạn ấy rất là tuyệt vời. Mick thì sao đúng không? mix thì các bạn cần phải nhìn xem là mình sẽ cần phải lựa chọn lợi thế cạnh tranh nào là cái nổi bật. Còn Thảo nói nhá, đương nhiên đã là một nhà lãnh đạo toàn năng nhá, thì mỗi thứ này các bạn đều phải có một chút trong người. Nhưng cái điều gì nó sẽ tạo nên cái sự thành công của các bạn. Và tại sao Thảo nhấn mạnh rất là mạnh cái điều này? Bởi vì ngày xưa ấy, Thảo là một cái người thuộc nhóm thinh cờ, suy nghĩ. Nhưng mà lúc nào cũng mơ ước là giống như performer ấy giống như kiểu cô Diệu Thu ấy là lúc nào cũng thích là mình phải uh, là người mà ăn nói giỏi giang rồi biết hát biết múa biết nhảy tức là mình có những cái khoảnh khắc trong cuộc đời là mình muốn như thế tức là đôi khi mình cũng uh, thấy chạnh lòng bởi vì mình thấy rằng là ở uh, đôi khi là cái việc mà mình xây dựng mối quan hệ với mọi người á mình chỉ mối quan hệ sâu rồi thôi chứ mối quan hệ rộng là mình không có giỏi lắm tức là mình hay bị cái tâm lý mà mình đi so sánh bản thân của mình với người khác ấy các bạn ở đây có bị như vậy không ạ mình cứ nhìn người khác là mình thấy tụi bị tự ti ấy các anh chị và tại sao người ta người ta thở ra là người ta bán được hàng mà mình không bán được hàng lúc đầu mà thành lập game đấy thở ra là người ta làm được người ta thuyết phục được người khác mà mình không có làm được à thế nhưng mà sau này khi mình nhìn lại thì sao ạ mình lại bộ thinh cờ cơ thì mình phải thành công ở cái việc khác không phải là mình thành công ở trong cái việc là mình truyền được năng lượng mạnh cho mọi người mà bằng gì ạ những cái kiến thức của mình bằng những cái giá trị trí tuệ mình đúc kết được. À vậy thì các bạn ở cái bộ nào là bạn phải đi nét cái bộ đấy. Còn lúc mà bạn chưa thành công ấy, cái gì bạn cũng xào xáo các bạn cũng học một chút mỗi người bạn ở bạn làm nhóm 358 đi, nhưng mà bạn cứ uh, tư duy một tí, thinh cờ một tí rồi là bạn cứ khe ghi vờ một tí, nó là, nó thành một cái món hỗn lộn. Thì có một cái điều này này là người thành công ấy, nhắc đến người ta là biết người ta mạnh ở cái điểm gì luôn. Đúng không ạ? nhắc đến ông Bill Gates wow tạo ra phần mềm kinh khủng Steve Jobs hay là Bill Gates đều là nhóm 147 tinh cờ là nhóm mà kiểu tạo ra một sản phẩm xuất chúng đúng không nào à, nhưng mà ví dụ như là uh, ông Jack Ma đi ông Jack Ma cũng là làm trong lĩnh vực công nghệ nha nhưng mà ông là thuộc nhóm performer ông là đồ đời ba mà thì ông ấy chẳng cần phải biết một cái tí gì về công nghệ cả nhưng ông ấy nói rất giỏi ông ấy truyền cảm hứng rất giỏi ông ấy kết nối mọi người rất là tốt anh chị thấy không ạ À, thế thì công thức thành công của mỗi một nhóm người là khác nhau. Quan trọng nhất là các anh chị phải tìm ra được cái lợi thế cạnh tranh của mình nó là cái gì. Đúng không nào? Đấy. Không có ai là không có bộ số cả. Ví dụ, các bạn là đường đời 1 thì thuộc bộ 147 đúng không? Các bạn đường đời 3 là thuộc bộ 358, đúng không? Ai cũng thuộc một cái bộ số nào đấy nhá các anh bạn nhá. Ai cũng sẽ thuộc một cái bộ số nào đấy. Đúng rồi. Chúng ta hãy nhìn vào đường đời nhìn vào đường đời là quan trọng nhất thảo nói này ví dụ như uh, chị tú quyên nhé ngày hôm qua các bạn chị gặp được tiêu tú quyên đúng không thì chị quyên ấy vốn là một cái người mà cái khả năng tư duy của chị cũng rất là mạnh tức là cái cái cái, cái bộ tinh cầu của bạn của chị cũng rất là mạnh mặc dù chị là người rất là nhiều số 3 ở trong bản đồ nhưng khi mà chị ấy biết hiểu sâu về bản đồ ấy và chị ấy đi đúng với cái năng lượng performer của chị ấy, cái năng lượng 358, cái năng lượng của sự truyền cảm hứng ấy, của cái việc là Tỏa sáng ấy Thì lúc đấy cái cấp độ thành công Và cái tốc độ thành công của chị ấy tăng lên rất là nhiều Nhá Đó Hay là ngày mai các bạn sẽ được gặp với một uh, Trainer cực kỳ tuyệt vời của Game Group chúng tôi Đó là SCCO Trịnh Thị Lê Chị ấy là mang đường đời số 7 Và ngày xưa ấy gọi là tức là lúc nào chị ấy cũng có một cái trái tim rất là ấm áp điểm mạnh của 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 của, của chị lê lại thuộc về cái nhóm là care ghi vào nhưng mà từ khi mà chị ấy đến với chúng tôi ấy, thì ngoài cái việc là ok tình cảm ấm áp trao yêu thương thì nó còn có một cái giá trị trí tuệ sâu sắc ở chị ấy nữa và từ khi mà chị ấy phát triển được cái giá trị trí tuệ sâu sắc đấy đúng cái bộ nhóm thinh cầu thì chị ấy có những cái thành công rất là tuyệt vời thì ngày mai các bạn sẽ được học từ chị ấy những cái quy luật những cái quy luật yes, tôi không tôi, 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 chưa bật mí được nhưng mà ngày mai các bạn gặp chị ấy thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là wow luôn. Nha. Yeah. Rồi, ok. Thảo à, vẫn đang tập trung vào bài giảng mà đúng không? Nào, ok, chúng ta hiểu chưa? Ba nhóm lợi thế cạnh tranh. Đi nét về bộ số của mình. Rồi, và bây giờ sẽ là năm bước để xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình. Và Thảo nói này, cái sự thành công của chúng ta ấy, nó không xuất hiện ngày 1, ngày 2. Mà nó là nỗ lực hàng ngày. Thì như một cái câu nói của thầy John C. Maxwell đó là sao ạ? Success is a start up before it show up. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là sự thành công ấy nó phải là một sự tích lũy mỗi ngày trước khi được mọi người biết đến nó phải là tích lũy mỗi ngày các anh chị ạ và đây là những cái thứ mà chúng ta phải thực hiện mỗi ngày nào các anh chị hãy comment đi ạ phải xây dựng phải xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình mỗi ngày Ok Thảo nói lại cái câu tiếng Anh đấy để ai viết được tiếng Anh thì mọi người viết nha Success is a start up before it shows up nào thì cái đầu tiên nhé cái 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 level đầu tiên để bảo bạn ấy xuất hiện nhưng mà các này xuất hiện ok nào level đầu tiên đấy cái level to nhất ấy là biết biết mình cần phải học cái gì cái này nó là sao ạ đây là thảo là kể về chính câu chuyện của bản thân thảo thôi khi mà thảo uh, đi tìm một cái câu hỏi là làm thế nào để mình trở thành một nhà lãnh đạo làm thế nào để mình trở thành một chủ doanh nghiệp thì mình phải đi tìm là Thế thì mình phải học những cái gì Mình phải biết những cái gì Để mình có thể trở thành một chủ doanh nghiệp Để mình có thể trở thành một nhà lãnh đạo Thì Thảo bằng cách là gì ạ Đi học Thảo vẫn còn nhớ là năm 2016 Là một cái năm mà mình đi học rất là nhiều Năm 2016 là năm số 7 của mình ờ, Khi đấy thì Thảo bắt đầu là Về Lăng Master và uh, Làm Phó Tổng Giám Đốc Thì uh, thực sự lúc ấy Các anh chị ạ tài chính không biết này rồi là lúc đấy mình đảm nhận phần tài chính này phần nhân sự và phần phát triển sản phẩm lúc đấy tài chính mình không biết nhân sự thì vẫn còn ù ù cạc cạc và cái việc là lý, lý 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 thuyết để mà phát triển được một sản phẩm ấy thì là cũng không có biết gì luôn thế thì lúc đấy mình mới đặt một câu hỏi ok không biết thì đi học thôi thì mình đi tìm những cái người giỏi nhất trong cái lĩnh vực đấy để mà mình học thì tài chính là mình cũng học đến một cái bằng là CMA tức nghĩa là kế toán quản trị Ôi rồi học cái bằng đấy nó gọi là <laughs> chảy mồ hôi và sôi nước mắt luôn đó. một cái chương trình của úc rồi là học về nhân sự thì thảo mời một chuyên gia một giám đốc nhân sự xuất sắc nhất của tập đoàn vingroup về dạy cho công ty của mình lúc đấy thảo vẫn còn nhớ là công ty mình cả năm lợi nhuận được một tỷ rưỡi thì mời cái người đấy về đào tạo một năm ấy là mất gần một tỷ rồi Tức là sẵn sàng đầu tư rất là nhiều tiền trong việc học luôn các anh chị luôn luôn phải có một cái mục tiêu các anh chị ạ muốn giỏi ấy, mình phải ở gần những cái người giỏi nhất trong cái lĩnh vực đấy để mà mình học muốn giỏi cái gì ấy, mình phải được ở gần cái người giỏi nhất trong cái lĩnh vực đấy để mình học các anh chị comment xuống cái điều này đi ạ ừ. Ừ. rồi cái từ tiếng anh tin rất thảo chat cho các bạn các bạn comment xuống giúp thảo đi ạ Muốn giỏi cái gì ạ, hãy tìm người giỏi nhất trong lĩnh vực đấy để mình gần họ. Mình quan sát họ làm gì, mình uh, thấy họ học cái gì, học theo. Được chưa? Và đọc sách là một trong những cái cách để mà mình ở gần người thành công. Đúng không ạ? Muốn uh, muốn muốn uh, gặp người giỏi nhất về quản trị doanh nghiệp hay là muốn giỏi nhất người giỏi nhất về bán hàng thì đọc sách cũng là một cách. Nhưng mà thảo biết có những anh chị đặc biệt là bộ 358 chẳng hạn thì các anh chị sẽ không phải là cái tuyết người mà đọc sách thì các anh chị có thể xem video hay là nghe thì có những anh chị bảo là cô em không đọc được sách thì phải làm như thế nào thì nó đơn giản thôi đấy là các bạn chưa biết phong cách học tập của mình là gì biết về hiểu về phong cách học tập của mình rất là quan trọng nha các anh chị mình thích đọc hay là mình thích nghe hay là mình thích xem thì nó không quan trọng nó không phải ôi cô ơi, phải đọc sách mới thành công no. Được chưa? Bạn nghe cũng được, bạn xem cũng được, không sao cả. Nhưng miễn là gì ạ? Bạn phải có một cái thời gian hàng ngày để bạn gia tăng những cái kiến thức về cái lĩnh vực mà bạn đang phát triển cái lợi thế cạnh tranh của mình ấy. Thật lấy ví dụ như là có những bạn mà lợi thế cạnh tranh của các bạn đấy là xây dựng cộng đồng chẳng hạn. Ở game chúng tôi có những ai bạn xây dựng cộng đồng rất là kinh khủng luôn đúng không thì bạn phải có cái thời gian để bạn đi xem rằng là à những cái ông mà xây dựng cộng đồng giỏi nhất đấy làm kênh youtube giỏi nhất đấy làm kênh tiktok giỏi nhất đấy người ta làm như thế nào đấy thì mình phải đi học được chưa và quan trọng hơn việc học ấy không quan trọng là biết là bạn biết bao nhiêu thứ mà quan trọng là bạn làm được bao nhiêu từ cái điều mà bạn biết nên là mỗi ngày ấy bạn phải thực hành thảo lấy một ví dụ là tại sao ngày xưa mà mình cũng sống ở một cái nơi nó cũng không phải là trung tâm thành phố đâu nhưng tiếng anh mình ok bởi vì mình có một cái thói quen là như thế này ngày nào cũng thế mình biết được năm từ mới thì ngày hôm sau bằng mọi cách là mình phải uh, xì xồ với lại bạn của mình dùng đúng cái năm từ mới đấy không còn biết phải thực hành luôn thực hành thì nó mới ngấm vào máu của mình thì nó không có cơ hội đúng không các bạn cứ bảo là em ở vùng sâu vùng xa em không có khả năng nói nói tiếng anh đấy là lý do thôi mình tạo ra cơ hội để mình học mình lên mạng này. Ngày xưa các anh chị biết không ạ? Thảo lớp 8 nhá. Thảo đi ra thảo mượn thẻ thư viện của chị mình, đi vào trong trường thư viện của trường Đại học Hải Phòng, đi kết bạn với mấy cái chị Trung Quốc. Thế mấy bà Trung Quốc đấy không biết nói tiếng Việt, mình nói tiếng Anh với người ta thì đấy là tự đi tìm cơ hội, tự tạo cơ hội cho mình để mình gen luyện những cái gì mà mình vừa mới học được. Được chưa ạ? Và phải lập kế hoạch cho cái việc đấy. Nên lập kế hoạch là hôm 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 trước các anh chị đã được CTO đỗ Quỳnh Trang bạn ấy cũng là một cái người mà từ trang giấy trắng đúng không ạ mà đi đến bây giờ là một lãnh đạo mấy nghìn con người là bởi vì là việc bạn ấy được rèn lập kế hoạch để rất nhanh chóng mỗi ngày mỗi ngày ngay nào cũng học ngay nào cũng học ngay nào cũng học thì nó đẩy được cái tốc độ phát triển bản thân của mình rất điên rất là điên cuồng luôn sau cái bước thực hành này có một cái bước rất quan trọng đấy là gì có những người làm đi làm lại làm mãi mà vẫn thất bại bởi vì sao bởi vì thiếu cái bước này đó là bước cai rèn tức là mình làm xong rồi đúng không thì mình phải cài rèn lại thảo lấy ví dụ là như thế này thảo đọc được một cái nguyên lý về việc dạy học rất hay một cái mô hình về việc dạy học rất hay thế là mình lên lớp mình thử luôn mình thử luôn nhưng mà mình thấy rằng hình như là cái mô hình này nó 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 quốc tế quá nó nó chưa kịp là phù hợp với học viên của mình à thế là mình phải lấy feedback của mọi người hôm nay anh chị học thế nào thế có những anh chị bảo là học hôm nay học hay cô ạ nhưng mà coi nhưng mà cũng có những anh chị bảo là cô ơi, hôm nay em thấy thế nào ấy nó nó cứ hơi mông lung nó cứ hơi cao siêu à, thế là về là mình phải điều chỉnh ngay mình bảo là thế không thôi không không được rồi như vậy là lớp học của mình mình vẫn phải dạy theo một cái cách nào nó nó, nó dễ tiếp cận hơn thế là mình phải cai gen thì cái bước cai gen này nó rất quan trọng là gì là anh chị phải có một cái bước là mình phân tích mình đánh giá xem là cái kết quả công việc của mình như thế nào mình phải lấy feedback của người khác thảo lấy ví dụ bây giờ các anh chị luyện cái việc là cốt bản đồ đúng không học để mà cốt bản đồ đúng không đấy thì việc biết là gì là mình đi học kiến thức sau đấy mình thực hành mình thực hành các cái con số sau đấy là gì mình đi uh, coaching trinh cho một cái người bạn của mình cái bản đồ đấy mình phải làm ngay thì kiến thức nó mới thành là của mình và sau đấy mình cai xem bằng cách là gì mình hỏi tớ gọi thật nhá hôm nay tớ cốt bản đồ có được không thì người ta sẽ trả lời cho mình đúng không ạ ngày xưa thảo cũng thế lúc mới đầu cốt bản đồ rất là dở luôn các anh chị rất là tệ luôn thế hỏi người ta người ta bảo là chị chả hiểu cái gì cả đúng không ạ? thế thì lúc đấy mình bắt đầu mình ngồi mình 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 suy nghĩ là ngày hôm nay mình viết nhật ký ngày hôm nay mình cốt cho cái chị A này chị bảo mình cốt như dở hơi à thế thì mình bắt đầu mình mình phân tích ra mà hôm mà hôm qua mình cốt cho chị B thì chị B lại bảo hay thế là mình lọc ra là mình làm tốt ở chị B cái gì mình làm chưa tốt ở ở chị A cái gì để mình cải cải thiện được chưa ạ? đấy và các anh chị biết không ạ? những cái công thức những cái quy trình ấy các anh chị bây giờ các anh chị vào game các anh chị được học nhiều không? Những cái công thức, những cái quy trình đấy là Thảo và đội ngũ của game đấy ạ. Cùng nhau làm ra đấy ạ. Tức là sau nhiều cái lần mà nó gọi là uh, thất bại sập mặt như vậy ấy, thì mình đóng gói ra được cả, thành cái công thức. Mình nhìn ra, lúc đấy mình bảo mình nhìn cô Diệu Thu mình ngưỡng mộ ấy. Mình bảo là ôi sao chị ấy cốt hay rồi là cốt khách hàng nào người ta cũng rất là happy. Thì mình bắt đầu mình ngồi mình nghe lại là cách chị ấy cốt như thế nào. Và mình đóng gói thành các công thức được Đóng gói thành các công thức À, đó Và cuối cùng là tạo thành các cái quy trình Và quan trọng hơn nha các anh chị Rồi, đó là gì? Đó là cái phần chia sẻ Rồi, đồng hồ của Thảo 16 giờ 30 Thôi bây giờ Thảo tua nhanh nhá Đó là các bạn phải liên tục đào tạo cái công thức đó Và các bạn chia sẻ, các bạn truyền thông trên mạng xã hội Thì các bạn sẽ hoàn thành được cái việc xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình Ok, rồi, hết rồi nhá Đến đồng hồ của thảo là vừa hết giờ luôn <laughs> rồi ok thôi hết giờ rồi sợ bị phạt lắm không được lan man thì đây các bạn cứ làm năm cái điều này là các bạn sẽ thành công được chưa nào rồi và bây giờ thảo nghĩ là cách học tốt nhất là bây giờ mình mời một người nào đấy uh, uh, sau cái buổi chia sẻ của mình ấy, thì mọi người uh, muốn phát biểu mình có cái cảm nhận gì không ạ à? mọi người có thể giơ tay ạ à. yes <laughs> rồi, đóng gói kiến thức rồi Mọi người nhìn slide là biết à Đúng không ạ? Bắt tổ chức có, có, có cho mình chia sẻ slide không ạ? Ok, nhiều anh chị tôi tay quá ha Ô, hôm nay có một người bảo lên Zoom với mình Mà bây giờ chưa thấy lên Thôi được rồi, mình sẽ chọn một thành viên Cười rất tươi Xin mời chị Hồ Phương Thảo ạ Rất xinh đẹp Dạ rất là biết ơn cô Thạch Thảo đã gọi tên em ạ. À. Và lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào đến cô Thạch Thảo và tất cả các quý anh chị học viên đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay một lời chào rất là đặc biệt và tràn đầy năng lượng nhất ạ. À. Và khi thực sự thì nghe cô Thảo chia sẻ thì bản thân em thực sự thấy rất là cảm xúc vì cái ấn tượng đầu tiên của khi mà em bước bước vào gen là khóa K75 thì thực sự là em rất là ngưỡng mộ cô khi mà nhìn khuôn mặt của cô thì em cảm giác đó là một khuôn mặt của vẻ đẹp tri thức và khi mà em biết được rằng tấm bản đồ của em là đường đời ba ngày sinh ba linh hồn 22 sứ mệnh 22 và em lại thiếu bốn nữa thì qua cái buổi học của cô em đã có được những cái 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 giá trị rất là nhiều vì khi mà em thiếu bốn là em biết bản thân em phải rèn luyện và kỷ luật nhiều hơn và phải đọc sách phải phải là học tập trau dồi kiến thức nhiều hơn và em rất là biết ơn cô đã đã cho em được cái 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 duyên là được học tập và phát triển ở môi trường trong gen với ba CEO rất là tuyệt vời và ngày hôm nay thì có một cái điều em rất là muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người là À, khi mà em biết bản thân em thứ bốn thì không có bất cứ cái môi trường nào mà có thể giúp em hoàn thiện như ở gen vì em đã làm được hai cái điều mà chưa bao giờ em làm được đó là sáng em học tập tại gen và sau đó em đi tập thể dục và nó không có phải cái điều gì quá lớn lao vì hôm nay là chính thức là ngày thứ 11 em đi bộ mỗi sáng 3 km cô ạ. À. Và sau đó thì em đã tập đọc sách và cô biết không cái điều mà cái cuốn sách đó em đang rất là tâm đắc và những ngày vừa qua em đọc liên tục và em rất là muốn chia sẻ với mọi người đó là cuốn sách về cánh cửa thứ ba The Third Door của tác giả Alex Barian Thì em muốn chia sẻ một cái thông điệp trong cái cuốn sách này để cho mọi người có một cái động lực và có một cảm hứng. Đó là tác giả nói như thế này rằng cuộc đời cái con đường dẫn đến thành công sự nghiệp của tất cả chúng ta nó giống như cái lối dẫn đi vào câu lạc bộ đêm vậy đó và chúng ta luôn luôn biết rằng cánh cửa thứ nhất luôn là những cánh cửa có rất là nhiều người xếp hàng dài chờ đợi để đến lượt mình và cánh cửa thứ hai thì rất là thiểu số đó là những cánh cửa dành cho những người vip những người mà tỷ phú những người sinh ra đã ở trong thế giới đó rồi vậy thì chúng ta như thế nào chúng ta chắc chắn phải tìm cho mình một cánh cửa thứ ba và tác giả nói rằng cánh cửa thứ ba đó là chúng ta phải tách khỏi đám đông chúng ta đi ra tìm những cái ngõ hẻm thậm chí là đập phá cửa hàng lẻn gọi là nhờ vả hàng xóm để đế, có thể đến được cái lối câu đặc bộ đêm đó vậy thì thông qua cái câu chuyện này em rất cảm thấy rất là cảm hứng vì cánh cửa thứ ba đó là cánh cửa của những người thành công như là Bill Gates như là cô Thảo vừa trình bày trong buổi sáng hôm nay tất cả những người thành công họ đều lựa chọn cánh cửa thứ ba và thông qua cái thông điệp này em cũng muốn nhắn gửi và chúc cho tất cả quý anh chị quý học viên của chúng ta luôn luôn tìm cho mình một cánh cửa thứ ba vì đó là cánh cửa tư duy của sự đột phá và sự thành công và chúng ta phải sử dụng bảy cái chìa khóa thịnh vượng trong suốt cái buổi học game này hôm nay để ứng dụng nó về để chinh phục cánh cửa thành thứ ba cánh cửa thành công riêng cho tất cả chúng ta được không ạ và wow, rất em tuyệt xin đời. rất là cảm Thân ơn em. rất là nhiều vì mọi người đã lắng nghe những cái chia sẻ hôm nay của của em và thực sự thì em đúng là thuộc bộ ba bộ ba năm tám và có một cái bên trong người em mà đến bây giờ em mới hiểu rõ đó là em sống bằng năng lượng nói đó cô Em wow rất, rất tuyệt vời. Nhưng bạn gọi là bộ 358 nếu mà đấy là điểm mạnh của em đúng không ạ? Em phải yeah, tiếp vâng. tục học cách làm thế nào để trở thành một cái người truyền cảm hứng. Yes, yeah. cảm ơn bạn Phương Thảo rất là nhiều và uh, mình hiểu cái ý của bạn Phương Thảo về cánh cửa thứ ba để nói lại với tất cả mọi người ở đây. Cánh cửa thứ ba là dành cho những con người như chúng ta, những con người khao khát thành công sinh ra không phải là một con xuất phát điểm tốt nhưng yeah. Yeah, là đúng. nỗ lực cố gắng để trở thành một người thành công, đúng không ạ? và bây giờ yeah. mọi người có thể comment một điều ạ mà sau buổi học ngày hôm nay các bạn sẽ làm có được không ạ sau buổi học ngày hôm nay các bạn sẽ làm và thực sự là trong khuôn khổ buổi học ngày hôm nay thì thảo không có nhiều thời gian để có thể chia sẻ được uh, tất cả uh, mọi uh, gọi là các cái thảo còn có hai công thức phát triển bản thân nữa rất là rất là tuyệt vời ở đằng sau uh, và Uh, trong cái khuôn khổ uh, buổi học này thì thảo không thể chia sẻ được nhưng mà hai cái công thức đấy á, thì uh, không biết là mọi người có muốn sở hữu không ạ nếu như mà mọi người muốn sở hữu thì mọi người có thể comment yes giúp thảo được không ạ yes thế thì uh, thảo vui mừng thông báo cho mọi người đấy là có một uh, điều mà Ờ, trong cái hành trình phát triển bản thân của mình thì Thảo cũng mọi người cũng đã biết là một trong những cái dấu mốc uh, của một người Đó là chúng ta có thể xuất bản được một cái cuốn sách uh, của bản thân mình đúng không ạ uh, Và đối với Thảo thì Thảo đã lựa chọn cái lợi thế cạnh tranh của mình đó là về việc học tập phát triển bản thân Nên là uh, trong uh, tháng 9 này và vào ngày 25 tháng 9 là ngày sinh nhật uh, lần thứ 32 của Thảo thì Thảo sẽ ra mắt cuốn sách Vươn tới mặt trời là một cái cuốn sách mà đúc kết tất cả những cái công thức để học tập phát triển bản thân để uh, từ một cái cô bé mà uh, như các anh chị đã thấy đúng không? rất là gầy gò, ốm yếu, uh, một cái người mà sinh ra trong một gia đình mà thực sự là cũng rất là bình thường như bao gia đình khác thôi để Thảo có thể trở thành bản thân mình như ngày hôm nay thì uh, uh, cuốn sách đấy đã đúc kết và Uh, thực sự là đấy là tâm huyết trong vòng 10 năm học tập phát triển bản thân của Thảo và Thảo có một cái mong muốn đó là những ai mà đọc được cuốn sách đấy thì sẽ không mất 10 năm để đi tìm công thức giống như Thảo anh chị nhớ ạ à, cái bước cuối cùng của cái việc xây dựng lợi, lợi thế cạnh tranh đó là liên tục chia sẻ công thức của mình thì uh, thảo đã đúc kết cái công thức đấy và chia sẻ công thức của trong vòng 10 năm của mình trong cuốn sách vươn tới mặt trời thì rất là hy vọng được gặp các anh chị là thành viên của cộng đồng gen elite club nhá cộng đồng gen elite club thì thảo xin trân trọng mời các anh chị đến buổi ra mắt sách của thảo vào ngày 25 tháng 9 và cũng rất là mong là các anh chị trong cộng đồng sẽ đón nhận cuốn sách vươn tới mặt trời ạ vâng ạ biết ơn biết ơn các anh chị rất rất nhiều và cháu nghĩ rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đúng không ạ ờ, đã gọi là gần hết khung giờ vàng trong việc học tập rồi thì uh... Uh, rất là biết ơn các anh chị đã có mặt, đã hiện diện ở đây ngày hôm nay thảo đã nhìn thấy uh, chị Thảo Phạm, anh Tự Nghĩa chị Hồ Hà, chị Trần Thị Thu, Thanh Hương đúng không ạ, chị Ngọc Lê rất, 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 rất nhiều anh chị đưa tay lên rồi uh, và biết ơn, biết ơn anh chị rất, rất nhiều đã có mặt hiện diện ở trong buổi học ngày hôm nay và ngày hẹn gặp lại mọi người ngày mai với SCCO Trịnh Thị Lê uh, với một phần nội dung cực kỳ tuyệt vời, đúng chất năng lượng số 7 đường đầy 7 và sứ mệnh 6 của chị Lê nhá. Biết ơn mọi người rất là nhiều biết ơn và mọi... hẹn gặp lại mọi người ạ à. vâng ạ à, mọi người có thể uh, chào nhau được không